Alo, anh Giang hả? Tôi đây. Lâu quá không gặp anh. Anh khỏe không? Dạ khỏe. Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy cán bộ? Chúng ta gặp nhau một chút nghe. Được. Dạ đi hướng này. Dạ mời anh. Dạ đi. Dạ chào anh. Chào. Khỏe không anh? Lâu quá thấy anh ghé chơi. Lúc này bận xíu công việc. Dạ. Dạ mời anh vô trong. Mình vô. Chào. Lâu quá mới gặp. Lát nữa xong rồi vô xong. Chào anh. Ơi xong rồi, xin mời đặt vô. Chơi vui nha. Chơi vui nha. Rồi mọi người đã xong chưa? Lấy tay ra chuẩn bị khui nha. Vào trong xem. Ai xỉu lấy về? Lấy vô anh ơi. Chơi vô. Rồi đặt đi. Rồi lấy tay lên luôn thôi nha. Đặt tài đi anh. Số 12, phòng ăn 6. Rồi đặt tài lên đi. Rồi đặt xong lấy tài luôn. Lấy tài luôn. Cô đi, cô đi. Cô đi. 3 điểm. Cô đi. Xỉu. Trời ơi, xỉu. Nãy vừa 3 cái tài. Xỉu hết đi. Xong chưa? Giả tài nè. Giả tài, cô nè. 1, 3, 5, 9 điểm tài. Nãy tôi nói tài rồi không chịu nghe lời tôi. Rồi lấy vô nè. Lấy rượu em. Ba cái tài quá. Rượu nha. Hết biết. Rồi lấy vô. Rồi đặt xong lấy tài vô nha. Tôi đặt nè. Đỡ giờ xỉu rồi. Đỡ giờ dán này luôn. Xỉu hết đi. Xong chưa? Giở tay nè. Ui. Ui. Thật vô nữa. Đánh xỉu mà ra tài hoài. Thiệt rồi. Cố gắng thôi chứ sao. Thấy không? Xin chào, mời anh. Anh vô đây. Mời anh Tài. Mời anh. Chú ở một nơi như vậy, yên tĩnh quá ha. Có thể đứng ở đây quan sát khắp thành phố. Một nơi rất thích hợp cho sát thủ.
Mời anh. Xin lỗi, em thích uống bia hơn là uống rượu. Không sao, cái gì mà không được. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta luôn thành công mỹ mãn. Lâu quá mới được uống bia đó, bữa giờ toàn uống rượu. Đúng ra là em phải tới cho anh mới đúng. Nhưng mà xin lỗi anh, lúc này không tiện lắm. Không sao đâu, chú đừng quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ tôi muốn nghe những thông tin mà chú thu thập được. Dạ chào anh. Chơi vui anh hả? Hôm nay vậy là may mắn lắm rồi. Cũng hy vọng là vậy. À mà anh đã tung tin rồi chứ? Rồi, giang hồ bây giờ cũng đang râm ran anh bị tên bóng ma hất ta trên trong vụ buôn lậu vừa rồi. À, tôi từng nghe rất nhiều về chuyện làm ăn cờ bạc của ba Thăng, mà bây giờ mới tận mắt nhìn thấy, quả là không sai. Sòng này còn nhỏ, lão ta còn nhiều sòng lớn hơn nữa. Bữa nào chúng ta dạo một vòng xem thử. Ừ. Nhưng hôm nay tôi đến đây là để dò xét về thông tin của tên bóng ma. Nếu anh có thể dò hỏi giúp tôi về chuyện này thì tốt quá. Ừ. Tôi có quen thằng Tuấn Chó, nó quản lý sòng này. Được rồi, anh vô đi, tôi sẽ đợi anh. Ừ. Em, cho anh gặp Tuấn Chó một chút. Dạ, đi theo em. Ừ. Anh Tuấn, gì? Có anh Giang cần gặp. Ừ. Khỏe anh Giang? Khỏe hết. Lâu quá mới gặp. Dạo này sao biến mất tiêu vậy cha nội? Tôi bận một số công việc. Sao? Dạo này sòng bài của mình làm ăn sao rồi? Dạ, được mấy ông bác chiếu cố, nơi làm ăn cũng đỡ lắm anh. À, anh mới dắt một thằng tới chơi hả? Thằng này mới tới đây lần đầu đúng không? Ừ, thằng này thằng em. Nó có máu cờ bạc. Tao dẫn nó tới đây chơi cho vui. Mày có biết bóng ma là thằng nào không? Anh hỏi thằng đó làm cái gì? Chuyện là như vậy. Tao có buôn ít đồ, nhưng bị nó hất tay trên. Số tiền cũng chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng cũng đủ làm cho đối tác mất lòng tin. Tao muốn hỏi bóng ma là thằng nào, đặng biết cho thằng em xử nó để trả thù. Anh muốn nói chuyến hàng của anh lần trước chứ gì. Tưởng đụng thằng nào thì lấy lại được, còn riêng thằng bóng ma thì không có lấy lại được đâu. Em nghe anh ba. Mày về gấp đi, tao có chuyện cần bàn với mày đây. Dạ. Mày về liền nha. Em biết rồi. Anh ba gọi tao có chuyện gấp. Mày lại canh sòng. Dạ. Có gì alo cho tao. Dạ. Anh quên thằng bóng ma đi. Bum. 5. Á à, chị Hiền chơi hay quá, chị Hiền chơi dở quá, chị Hiền chỉ em nha. Em coi chị chơi nè nha. Tí nữa coi tôi chơi nè. Cầm vậy phải không? Xoay lên rồi chụp nó, rồi rải ra vậy nè. Thảy banh lên rồi đi hai. Nè em chơi thử đi. Á à, rớt rồi. Em đi lại đi. À hay quá, à, cố lên, cố lên. Sai nữa rồi. Khó quá à, không chơi được đâu. Em cho coi nha. Nè, cầm vậy đúng không? Em thảy lên rồi xoay như vậy. Nè, làm lại nha. Thảy lên, xoay vậy. Thấy chưa? Thôi, để Hiền Thanh chơi đi. Ừ, đúng rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Thua rồi. Ai vậy? Ừ.
thôi mình chơi tiếp đi. Cố lên, 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 cố lên. À đúng rồi. Rồi dầm hai nha. Cố lên, cố lên. À. Thôi để Hiền lụm cho. Cảm ơn chị. Chơi tiếp đi. Chơi tiếp đi. Cố lên, cố hay lên, quá, cố hay lên, quá, cố hay lên, quá, cố lên, hay cố quá, lên, hay quá. Đúng rồi. Cố lên, cố hay lên. Hay quá. Cố lên. Đúng rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá. Chị vô chơi với tụi em đi, vui lắm á. Vô chơi đi chị. Cố lên, cố lên, cố lên. Đưa banh cho chị đi. Chị chơi đi chị. Chị chơi thử đi. Chị chơi, chơi đi. Đi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên, hay quá, chị chơi giỏi quá. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, chị chơi hay quá, hay quá. Chị chơi giỏi ghê luôn á. Cố lên, hay quá, hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên. Ai? Cố lên tiếp, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, hay quá, hay quá. Cố lên, chị chơi hay quá. Cố lên, cố lên. Hay quá. Con phải bé Huyền không? Dạ. Chú là bạn của chú Vinh. Vợ này chú Vinh có nhà không con? Dạ có. Chỉ nghe giùm chú coi. Ha, thả con ra. Con bé ra. Thiệt là Đạt, tôi đâu rồi? Chú Hà, bây giờ mà con khóc lóc cái gì nữa, đi vô gọi điện cho thằng Vinh. Bắt con tôi, báo công an. Đi, biểu đi vô. Đi. Đi, đi, lẹ lên. Alo, anh nghe chị Thu. Rồi sao? Lại gánh phí chuyện của tao. Tụi bay không còn biết tao là ai. Tao thả đứa bé ra. Nếu không thì mày không yên với tao đâu. Mày dám nói lại cho tao hả? Ê!
có sao không? Tôi không sao. Sao còn không đuổi thêm nữa? Nhanh lên, nhanh lên. Tụi nó dữ quá. Đây, 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 đây. Bé Hiền. Kìa. Bé Hiền. Không sao, đừng sợ, đừng sợ. Có anh đây. Có anh đây đừng sợ. Không sao, không sao. Được rồi, được rồi. Không sao đâu. Anh đưa em về nhà. Đừng sợ nữa. Hả? Bây giờ anh đưa em về nhà nha. Anh nhìn vì sao vậy? Anh không sao hết. Bây giờ anh đưa bé Hiền về nhà nha. Đi, đi. Tay anh nhìn chảy máu, anh nhìn có sao. Rồi, 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 không sao. Anh không sao. Đi. Em tự đi được mà, anh bỏ em xuống đi. Nè, em đừng sợ nha, anh sẽ đưa về. Alo, anh Thiên hả? Sắp tới, chúng ta sẽ có một cuộc mua bán với đối tác cũ là ông David. Địa điểm giao hàng sẽ được ông ta thông báo bằng email cho tôi. Tôi gọi anh em tới đây để chuẩn bị cho chuyến hàng đó. Tuyệt đối không để cho bất cứ ai hớt tay trên. Sẽ không có chuyện chiếc vali bị mất lần thứ hai. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Dạ. Anh Tài, nếu chuyến hàng này mà thằng bóng ma dám chen vào, anh cho tụi em xử nó tại chỗ nha anh Tài. Em tức nó lắm rồi. Anh, còn chuyện cái vali thì sao? Đúng rồi đó anh Tài. Thằng đó hớt tay trên của anh em mình nhiều vụ rồi. Lần này nó mà xuất hiện á, em sẽ là người đầu tiên khử nó. Còn chiếc vali kia á, rồi mình tìm sau cũng được, phải không anh? Tôi nói với anh em, nhiệm vụ của anh em là giao dịch thành công. Còn những chuyện khác cứ để cho nó tự nhiên xảy ra. Khử được thì khử, nhưng tôi nghĩ vụ này tên bóng ma không xuất hiện nữa đâu. Vì vụ chiếc vali 2 triệu đô đó, chắc chắn hắn chưa ăn được. Hắn sẽ sợ chúng ta gài bẫy. Có thể hắn sẽ không dám hớt tay trên vụ này. Em nghĩ là mình phải cẩn thận mới được. Anh em mình đã bị nó chơi nhiều lần rồi. Có cho tiền hắn cũng không dám tham gia vụ này. Tao tin là như vậy. Nhưng mà cũng nghe theo lời chú, phải cẩn thận với thằng bóng ma. Em cũng nghĩ như anh Sơn, không cẩn thận với bóng ma thì chết anh em mình. Mà em có cái điều này thắc mắc, tại sao những vụ làm ăn và giao dịch của anh em mình á, tên bóng ma đều biết hết? Em nghĩ có khi nào là... Ý mày nói là trong chúng ta có thằng chỉ điểm đúng không? Mày nói đi, mày nghi ngờ thằng nào? Tao chém nó ngay tại chỗ cho mày coi. Không, tao chỉ hỏi vậy thôi, chứ không nghi ai. Có lẽ là do... Mày ăn nói cho cẩn thận nha.
đừng có nghi ngờ lung tung. Ở đây đều là anh em của anh Tài, từng sống chết với anh Tài, làm gì có chuyện dám phạm mọi anh Tài chứ. Các chú bình tĩnh đi. Chú Phong cũng nói có phần hơi chủ quan, nhưng mà cũng có lý của nó. Với lại thằng bóng ma không chỉ cướp của chúng ta, mà nó còn cướp của nhiều bạn khác. Tôi tin tất cả anh em. Tôi cũng nghĩ những người ngồi đây đều là anh em tốt của tôi. Có lẽ không có chuyện bán đứng tôi, nhưng mà nếu thực sự điều đó xảy ra, kẻ đó sẽ gánh hậu quả không lường trước được đâu. Thằng đó và con nhỏ đều có võ, mai mà tụi mình đông người. Anh ba kêu bắt cóc con bé thì mình làm, mà không biết bắt cóc con bé đó để làm gì nữa. Anh ba kêu sao mày làm vậy? Mày thắc mắc làm gì? Alo. Anh ba, tụi em thất bại rồi. Ừ? Tại sao? Có một việc đơn giản như vậy mà tụi mày làm cũng không xong nữa à? Dạ, có người phải đám anh ba. Là ai? Băng nào? Bao nhiêu đứa? Một nam một nữ. Con nhỏ lạ quắc à, em cũng không biết nó là ai nữa. Chỉ có hai đứa mà tụi mày không xử lý được sao? Thậm chí ở trong đó có một đứa con gái nữa. Anh ba, con bé nó giỏi giỏi và có súng nữa anh ba. Cái gì? Thôi, mày còn giải thích gì với tao nữa? Thì khi bắt cóc con bé đó, con nhỏ lao theo tấn công tụi em. Em đoán nó là công an đó anh ba. Với lại chưa kể có một cao thủ giúp nó nữa anh ba. Thằng nào? Bóng ma. Hả? Bóng ma sao? Ủa, sao nó lại xuất hiện ở chỗ đó cả? Em cũng không biết nữa. Có lẽ nó nghe người ta báo con bé bị bắt cóc nên đuổi theo. Nếu không có nói con nhỏ kia, là tụi em đã hoàn thành kế hoạch của anh ba đưa ra rồi. Thôi tao hiểu rồi, đây không phải là lỗi của tụi mày. À, mà tụi nó có biết thằng đó là bóng ma không vậy? Dạ không, anh ba yên tâm. Tụi nó chỉ biết nghe lời anh ba sai thôi. Không biết gì đâu, em cũng đang giữ kín chuyện này cho anh ba mà. Thôi được rồi. Nè, nghe tao dặn, tạm thời tụi mày cứ nằm yên đó. Đừng làm gì ồn ào cho công an chú ý. Khi nào yên ổn một chút rồi hãy xuất đầu lộ diện. Em nghĩ không ai biết tụi em là ai đâu, vì khi hành động tụi em bịt mặt mà. Anh ba yên tâm. Không hẳn như vậy đâu. Con nhỏ đó là ai? Tại sao bóng ma nó biết mà nó theo dõi? Thank you.
Mày làm gì đây mày? Dạ em chạy xe ôm ạ. Xe ôm mày. Dạ em chạy xe ôm á, làm gì đánh em vậy? Ai cho phép mày tới đây chạy xe ôm mày? Em chỉ đi kiếm cơm thôi mà. Xin mấy anh đó. Hỏi xin mày. Đây là điều ăn kiếm sống của tụi tao. Mày tới đây mày cướp miếng ăn của tụi tao. Dạ em chạy xe ôm dạo thôi ạ. Mày gì? Mày làm gì? Mày đỡ mày. Mày đỡ mày. Mày đỡ mày. Mày mày mày, mày cướp miếng ăn của tao. Mày tha cho mày. Dạ, 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 tha cho em đi, tha cho em đi. Dạ, dạ. Mày dạ, 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 em đi, em đi. Dạ, dạ, em lại anh. Dạ, dạ, em đi, em đi. Tao không muốn thấy mặt mày ở đây nữa không? Biến mày, em đi. Biến mày. Đi đây. Tới một mình chứ? Một mình. Kìa, chú làm gì vậy? Câu hỏi này tôi phải hỏi ông mới đúng. Tại sao cho đàn em bắt cóc em gái tôi? Ông quên lời hứa năm xưa rồi sao? Đây là vụ làm ăn cuối cùng chúng ta hợp tác chung với nhau. Kể từ bây giờ, việc ai để làm, đường ai để đi, không ai còn can dự vào ai nữa. Tôi chúc ông may mắn. Cậu, bình tĩnh đi. Cậu suy nghĩ lại đi. Chắc ở đây có hiểu lầm gì rồi. Bỏ súng xuống đi, chúng ta nói chuyện với nhau được mà. Hiểu lầm, một ý kiến hay đó. Chiếc vali bị bóng ma đánh cắp, rồi em gái của bóng ma cũng bị bắt cóc. Nếu như chuyện này là hai chuyện riêng biệt, tôi có thể nghĩ là ngẫu nhiên. Nhưng em gái cậu bị bắt cóc hả? Nhưng mà làm sao tôi biết được? Còn cậu nói cái vali là chuyện gì tôi không hiểu được. Một người trong giới giang hồ như ông mà nói là không biết không hiểu, ông kém thông minh từ khi nào vậy? Tôi thật sự không hiểu gì mà. Bình tĩnh lại đi Vinh. Bỏ súng xuống. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà. Cậu tin tôi đi mà. Tôi đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Ba thằng, trong giới giang hồ chỉ có một mình ông biết tôi là bóng ma. Nếu như ông không gây ra thì sẽ không có ai dám gây ra. Ông tính bắt cóc em gái tôi để uy hiếp tôi đưa ra chiếc vali đúng không? Coi kìa, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết. Cái chuyện cậu có em gái, cậu chưa từng nói với tôi mà. Cậu hiểu lầm rồi. Vinh ơi, để tôi nói cho cậu nghe. Tôi cậu, tôi nhắc cho ông nhớ, tôi với ông đường ai người nấy đi. Đừng bao giờ tranh giành miếng ăn. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi không quan tâm gì chiếc vali, nhưng mạng sống của em gái tôi nó lớn hơn ông rất là nhiều lần. Tôi nói cho ông nhớ, nó mà có mệnh hệ gì thì ông, gia đình ông và đám đàn em của ông sẽ
Chú thấy Huy Hoàng thế nào? Dạ, em thấy thằng đó cũng bình thường. Nhưng mà cũng không bình thường sao đó. Bình thường là sao? Mà không bình thường là sao? Bình thường có nghĩa là khi mà anh kêu em theo dõi nó, điều tra về nó, thì nó là một thằng giang hồ đúng nghĩa. Nó vào tù ra khám như chơi. Còn không bình thường là trước khi nó về đây gặp anh, nó là một cái thằng vô công rỗi nghề, không công ăn việc làm, rày đây mai đó. Vậy thì có gì không bình thường đâu. Một thằng giang hồ gốc thì đi đâu làm gì, ai mà dám tin tưởng mà thuê nó. Nếu nó có công ăn việc làm đàng hoàng thì đó mới là điều không bình thường. Dạ, nhưng mà em cảm thấy vẫn chưa tin được thằng này. Cái thái độ của nó, nó... Bất cần chứ gì. Anh lại thích cái vẻ bất cần đó. Không phải là trước đây chú đã từng như vậy sao? Nhưng mà nó có nghề lại lì đòn. Không có bằng nào thu nạp nó thì mình thu nạp nó. Có thể nói nó là một món quà tự nhiên mà chúng ta có được. Bây giờ chỉ cần nó chứng minh có hết lòng với chúng ta hay không. Điều đó ngày mai sẽ rõ. Anh có sao không? Tôi không sao. Phòng không?
Ủa, chị hai, chị mới đi mua đồ về hả? Chị mua cho em mấy bịch sữa chua nè. Cảm ơn chị nha. Dạo này thấy em có vẻ thức khuya quá đó. Bộ công việc bận lắm hả? Dạ, em cũng hơi bận. Mà sao chị biết em thức khuya? Đừng có nói là theo dõi em nha. Cái thằng này, chị quan tâm em chút không được hả? Quan tâm thì được, nhưng đừng có la em mà nha. Chị thấy em thức khuya có nghĩa là chị cũng thức khuya đúng không? Em giỏi lý luận vậy á, sao không học khóa luật sư đi? Nè, sao không thấy em dẫn bạn gái đi nhà chơi? Bộ ế rồi hả? Chị đang hỏi em hay là chị đang hỏi chị vậy? À, cái thằng này dám chọc chị hả? Thôi, không nói nữa, chuyển đề tài đi. Lời đề nghị của chị em thấy như sao? Lời đề nghị nào? À, vô chỗ chị làm á hả? Em đã nói rồi, em không thích hợp chứ gì. Bây giờ ở cơ quan chị rất cần người có trình độ công nghệ thông tin như em. Em mà chần chừ như vậy á, mày mốt người ta tuyển xong á, có muốn cũng không được đâu. Nếu không làm bên chị á, thì em xin làm chỗ khác. Với lại á, em thích lang thang đi chụp hình nữa. Đi vô chỗ chị làm gò bó lắm. Chị không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Thôi, không nói chuyện với em. Chị về phòng đây. Chị hai, khoan đã. Không, em thấy tâm trạng của chị không có tốt đâu. Hay là chị để bánh này lại cho em đi, để em thay chị giải quyết nó cho. Hả? Đừng có mơ, lo mà ngủ sớm đi. Nè. Dạ, chào ông chủ. Em mới nhận mail của ông chủ xong mà. Đó là địa chỉ giao hàng sắp tới. Nhớ, giữ bí mật, không cho ai biết. Em hiểu rồi. Ông chủ yên tâm đi. Về nhiệm vụ giao lô hàng lần này là do em làm phải không ạ? Đúng như vậy. Cậu sẽ lo. Nhớ, không được thất bại đó. Chiều nay hàng tài liệu sẽ được đưa đến. Cậu và đám đàn em ra nhận cho tôi. Dạ, cảm ơn ông chủ đã tin tưởng em. Em sẽ không làm ông chủ thất vọng đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy. À, chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi? Dạ, cũng có chút thông tin. Cô ta đã... Vậy sao? Được, tôi hiểu. Cậu cứ tiếp tục công việc mà tôi giao đi. Có gì tôi sẽ thông báo. Làm gì mà sáng sớm có vẻ cặm cụi vậy? Mà anh bị sao vậy? Hả? Không có gì. Tối hôm qua anh bị té xe đó mà. Anh có chuyện muốn gặp thủ trưởng gấp. Tí mình nói chuyện sau nghe. Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Dạ. Dạ, dạ, chào anh. Vào đi. Dạ, chào thủ trưởng. Có chuyện gì mà con gấp gáp vậy?
Tài liệu gì vậy? Thưa ba, vừa rồi con có nhận được tin mật báo từ Trung Dũng gửi về. Vinh ơi, dậy chưa? Chưa ai vậy? Em nè, em bé Hiền nè. Ra không? Ra đi chút xíu nha. Ừ. Ôi, chào chị Thu. Dậy rồi hả? Hai mày coi đi đâu mà sớm vậy? Không dám sớm đâu, anh nhìn đồng hồ kìa. Ây chà, vậy mà anh cứ tưởng. Anh ăn phở đi, phở ngon lắm á. Cảm ơn bé Hiền nha, mời hai mẹ con vô nhà. Ừ. Chị với bé Hiền mới đi chợ về đó hả? Ừ, đi chợ mua đồ ăn trưa. Sẵn ghé đồ sớm mua cho em tô phở nè. Ngon lắm á, ăn sáng đi. Dạ cảm ơn chị nghe. Cảm ơn cái gì? Chị còn chưa làm cái gì để cảm ơn em cái chuyện mà giúp bé Hiền hồi tối hôm qua. Ủa, hôm nay em đi chụp hình hả? Hôm nay em không, với lại em cũng... bé Hiền. Dạ. Em ra nói với chú Bảy làm cho anh Vinh một ly cà phê nghe. Dạ. Rồi, đi cảm ơn bé Hiền nha. Bé à. Chị nè, tối qua bé Hiền có ngủ được không? Ngủ đâu? Nó giật mình la làng mấy lần luôn á. Trời, gặp chuyện đó con nít như nó sợ thấy mồ. Như chị còn sợ muốn chết là nó chi nó. Chỉ có mỗi lần mà qua gặp em á thì thấy nó vui thôi. Mà sao mấy cái thằng bất lương đó, sao không bắt nó ở tù đi cho dân nó nhờ một cái. Ừ, em có nghe người ta nói cái gì gì mà bóng ma, bóng quỷ vậy á? Em có nghe không? Ờ, chị nói sao em không hiểu. Trời ơi, chị nghe người ta đồn nhiều lần rồi mà chị không có để ý. Tối qua cái vụ bé Hiền nè, chị mới nhớ ra. Người ta nói cái ông bóng ma đó đó là ông chuyên môn đi cướp lại của cái tụi mà buôn bán ma túy á. Rồi ông giúp cho người nghiện, rồi chia cho người nghèo nữa. Xóm trên nè, ông giúp quá trời người luôn á. Em cũng có nghe mọi người nói như vậy. Nhưng mấy chuyện này có liên quan gì đến bé Hiền? Liên quan sao không? Nếu mà chị biết ổng ở đâu á thì là chị nhờ ổng bắt gom hết mấy cái thằng bất lương đó lại. Chuyện này khó lắm chị ơi. Tức là những chuyện như vậy trong xã hội rất là nhiều. Làm sao những bóng ma bóng quỷ đó có thể bắt được hết được hả chị? À chị Thu nè, công việc của em thường xuyên phải đi ra khỏi nhà, thậm chí có khi đi mấy ngày lận. Trong thời gian đó chị cố gắng chăm sóc bé Hiền giùm em. Nếu như có vấn đề gì chị gọi điện cho em nha. Biết rồi. Trời ơi, sao có vụ tới hôm qua là chị để ý kỹ dữ lắm. Em khỏi phải lo đi. Chị cầu mong mới là con bé Hiền á đừng có gặp chuyện gì thôi. Chắc chắn rồi, vì em lo xa thôi. Thôi ăn sáng đi, đừng để phở nó nguội hết. Dạ dạ. Cà phê của anh Vinh nè. À, ừ. Cảm ơn bé Hiền nha. Con bé mẹ thích uống đá chanh nên mua sẵn cho mẹ nè. Ừ, nếu cảm ơn con thì nghe. Chầu này bé Hiền chiêu đãi phải không? Dạ, tiền của anh Vinh cho với lại mẹ cho. Em để dành quá trời luôn á. Trong áo heo của em có nữa. Thôi, bây giờ hai mẹ con về. Để cho anh Vinh ăn sáng thôi, phở nguội hết rồi. Dạ. Thôi chị đi về nghe. Dạ, cảm ơn chị về. Cảm ơn bé Hiền đi nha. Đi con. Anh Vinh hả? Tôi Hải Sơn đây. Có tình mới. Sắp tới đây có một giao dịch lớn giữa băng tài liệu và David Hồ. Địa điểm giờ giấc thì em chưa biết rõ. Nè, chú nói rõ hơn cho tôi nghe coi. Địa điểm giờ giấc chú vẫn chưa nắm rõ. À, tạm thời thì chưa có rõ. Tới phút cuối tài liệu mới công bố. Tại vì sợ lộ.
mọi thông tin đều được chuyển qua email. Nếu được, anh tìm cách xâm nhập để xem thử. Chú có chắc là như vậy không? Anh sợ đây là cái bẫy á. Bởi vì anh vừa cướp của tụi nó xong mà. Không lẽ... Tôi cũng chưa rõ nữa, nhưng mà tôi nghĩ cũng không phải đâu. Bằng đã viết hồ muốn trả lại phần nào số tiền mà bị cướp hôm trước. Với lại bên đó chắc chắn cũng đang khát hàng sau vụ đó, cho nên hắn muốn giao dịch nhanh để có hàng cho bọn hắn cung cấp. Và lần này tụi nó sợ lộ nên mới bí mật như vậy. Cũng có lý. Thôi giờ vậy đi, chú cho anh địa chỉ mail của tài liệu, anh sẽ nhờ Quỳnh Hữu bẻ khóa password. Được rồi, anh ghi nha. Thôi chú nhắn tin giùm anh đi. Dạ. Vậy ha, cảm ơn. Có là Thánh á, thằng bóng ma với công an cũng không thể giải được đoạn mật mã này. Chú giải được nó chứ? Dạ. Em mới học có lớp 6 hả? Chữ nghĩa chỉ đọc báo. Ba cái di tính này em bó tay anh ơi. Vậy hả? Dạ. Tôi cũng chỉ học hết cấp 2. Hồi đó đâu có điều kiện học nhiều. Em nghe nói cái thằng bóng ma chuyên môn bẻ khóa mấy cái mật mã, mấy cái email này. Vậy sao David cũng gửi mail cho anh? Bộ không sợ nó bẻ khóa hay sao anh? Bẻ khóa mà chú nói chính là bẻ password để đọc lén thư người khác đúng không? À, dạ. Nếu mà nói vậy thì thằng bóng ma và công an có xâm nhập vô cái email này thì cũng không giải được cái đoạn mật mã này đúng không anh? Muốn giải được đoạn mật mã này phải mất một ngày. Lúc đó chúng ta đã giao dịch xong rồi. Thậm chí chúng ta đã khui bia ăn mừng rồi, đúng không? Vô. Dạ. Vụ này thằng bóng ma không thể chen vô được. Đời này em không rành lắm, thà là giải câu đố thì dễ hơn. Nhưng mà anh thấy đây cũng là một dạng mật mã thôi mà. Cố gắng giải cho xong đi. Để lấy giấy viết nghe. Dạ. Bọn này á giỏi đủ trò, cho nó sợ nửa tay trên á. Thôi cố giải nhanh đi, anh nghe đâu tối nay tụi nó giao hàng đó. Mà em nghĩ á, mình giải làm gì cho mất công anh. Đợi chiều nay á, anh hãy sơn tới đó, mình tranh thủ bám theo phía sau, không dễ hơn sao? Không dễ ăn như vậy đâu chú em. Nếu đơn giản như vậy anh đã không kêu chú tới đây. Anh, nếu em giải được có thưởng không anh? Có chứ. Ui, thiệt á anh? Cái gì vậy? Nguyên chiếc vali có thuốc nổ tặng em đó. Khó hiểu quá. Bọn tài liệu này đúng là ma mảnh thiệt. Lần đầu tiên tôi thấy là mật mã như vậy đó. Tại vì anh mới vô ngành nên chưa thấy đó thôi. Và mật mã này chúng tôi đã gặp mấy lần rồi. Đúng vậy, nhưng mỗi dạng mật mã có một cách giải riêng. Không có mật mã nào giống mật mã nào. Có lẽ là băng tài lì sợ bóng ma phá đám, vì vậy nên mới chơi chiêu này. Em nghĩ chắc tụi nó sợ anh em mình. Thằng bóng ma có lấy thì cũng chỉ lấy tiền và phá hủy hàng hóa của tụi nó, nên tụi nó ngán chứ không sợ. Chưa hẳn là vậy.
chúng ta phải tập trung giải cho được mật mã này, gấp lắm đó. Bây giờ anh em hãy tăng thử các chữ cái lên một bậc xem. Ví dụ chữ F thành chữ E được không? Trời ơi, cái mật mã chết tiệt này, giải hoài mà giải không ra là sao? Em đi uống miếng nước đây. Anh uống nước không anh? Em uống đi. Anh cũng bó tay rồi hả? Không, còn thời gian là anh vẫn còn giải được, chỉ sợ là không có thời gian thôi. Nếu như vậy á thì cái vali chứa đầy chất nổ đó không bao giờ thoát khỏi tay anh, ngoại trừ nó nổ bậy thôi. Có thể làm vậy đó. Không có ý nghĩa gì cả. Vậy thì mình ngược lại thử xem. Lật ngược mật mã từ dưới lên, hay là tăng lên hoặc giảm xuống cũng được. Cũng không có ý nghĩa gì cả anh Lâm ơi. Em nghĩ á, mình phải mời một chuyên gia giải mật mã tới giúp mình thôi, chứ mật mã kiểu này khó ăn lắm. Em cũng nghĩ vậy đó. Đoạn mật mã này có vẻ khó quá. Hey, Quỳnh Hữu nè, em có biết cách giải mật mã nào khác không? Muốn giải mật mã thì phải có từ khóa. Đằng này chỉ có một dòng chữ cái như vậy, em bó tay rồi. Tụi nó rút kinh nghiệm những lần trước. Hết cái vali, bây giờ tới mật mã. Nhức đầu thiệt. Ai kêu anh làm quá làm gì? Kinh nghiệm rút ra là mình đừng có làm quá, nên chừa cho nó một con đường để còn ăn tiếp vụ sau nữa chứ. Bây giờ thì tụi nó đang đề phòng dữ lắm rồi. Hữu. Dạ. Em nhìn nè, ở dưới phía góc có con rùa hai đầu thụt ra thụt vô. Nó có ý nghĩa gì? Có cái gì đâu mà anh ngạc nhiên dữ vậy. Đó chỉ là biểu tượng vui thôi. Bây giờ á, nhiều người muốn gửi mail cũng kèm thêm mấy cái biểu tượng vui này để thêm sinh động thôi. Đằng này thì khác. Nếu như bạn bè gửi cho nhau thì không sao, nhưng đây là cuộc giao dịch bí mật mà. À, anh Hải Sơn có nói với anh á về cách giải mật mã không? Không, Hải Sơn không nói gì hết. Chỉ nói là tất cả thông tin nằm ở trong email. Ngay cả tài liệu cũng không dám nghe điện thoại, chỉ sợ bị nghe lén. Nếu vậy thì không được. Chắc chắn là phải có một từ khóa nào để giải được cái mật mã này. Và từ khóa đó có thể nằm trong con rùa này. Vậy tại sao em không thử tìm hiểu thông tin về con rùa hai đầu con sao? Biết đâu có manh mối. Dạ. Đây. Em đọc cho anh nghe nha. Một con rùa có tới hai đầu, vừa mới ra đời ở vườn thú tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Con rùa này á, được sinh ra bằng phương pháp nhân tạo. Em nghĩ chắc mình đi sai đường rồi anh ơi. Không sao, nếu như đi sai đường thì chúng ta tìm cách khác.
Chào các đồng chí. Dạ, chào thủ trưởng. Sao rồi, đoạn mật mã đã được giải xong chưa? Dạ, báo cáo thủ trưởng, vẫn chưa xong ạ. Phải cố gắng hết sức thôi, nếu không sẽ mời chuyên gia đến giúp. Nhưng tôi nghĩ là các đoạn mật mã này cũng không quá khó với các đồng chí đâu. Tôi tin các đồng chí sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất, đúng không? Dạ, cảm ơn thủ trưởng đã động viên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hùng Lâm. Dạ. Địa chỉ email và các thông tin do Trung Dũng cung cấp hả? Dạ không, Trung Dũng chỉ cung cấp thông tin thôi. Còn địa chỉ email là do đội trinh sát tìm kiếm được. Trung Dũng hoàn toàn không biết. Nếu vậy thì được. Trung Dũng vừa gia nhập băng nhóm của tụi nó mà hành động vội vàng quá dễ bị lộ. Dạ, con hiểu. Con sẽ mật báo để Trung Dũng cẩn thận trong hành động hơn. Hãy tạo điều kiện để Trung Dũng lập công. Lúc đó Trung Dũng sẽ được trọng dụng hơn. Dạ, con biết rồi. Sắp tới con sẽ tiến hành luôn. Ừ, còn một chuyện này nữa, ba sẽ nhắc nhở con. Tên bóng ma hắn chính là một đầu mối quan trọng. Nếu bắt được nó thì nhiều vụ sẽ được làm sáng tỏ. Còn phải nhanh chóng nắm bắt tất cả những thông tin của bọn chúng, càng nhanh càng tốt. Dạ, con sẽ cố gắng. Một con rùa có hai đầu, thụt ra thụt vô, nó có ý nghĩa gì? Có khi nào thì ra là như vậy. Kho hàng số 1. Dễ mà không dễ làm vậy đó. Đúng là giải mật mã cũng có cái vui của nó chứ ha. Anh á đã cướp tụi nó mấy lần rồi, nên bây giờ á tụi nó ngán anh còn hơn ngán cọp nữa. Có chuyện gì hả anh? Anh chỉ thấy À, mà không, không có gì hết. Ờ, em quên nữa. Tại anh bị gì hả? Anh mới đụng băng nào hả? À, không có gì đâu. Chỉ là té xe chạy sơ sơ thôi mà. Được rồi. Ừ? Kho hàng số 1. Anh Lâm đúng là thông minh thiệt. Thì ra là con rùa hai đầu thụt lại. Có nghĩa là mình thụt vô hai chữ cái. Đơn giản như vậy mà từ nay giờ không nghĩ ra. Đây là lời nhắn giải câu mật mã mà tên David đã gửi cho Tài Lì. Bây giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch hành động ngay. Tôi sẽ lên xin chỉ đạo của cấp trên. Dạ. Dạ. Ủa, anh Lâm. Ủa, em đi đâu vậy? À, em nghe nói mọi người đang giải mật mã gì đó. Em qua coi coi có giúp được gì không. Em có khiếu vụ này lắm đó. Quên mất ha. Mấy vụ mật mã này á, mấy cô con gái giỏi lắm. Cứ chơi hàng hoài. Hồi nãy quên mày hàng qua đây giúp mình, dở quá. Ủa, nói vậy là mấy anh giải xong mật mã rồi hả? Ừ. Ừ. Tụi anh vừa mới giải xong. Cũng dễ thôi cho nên không dám làm phiền em. Mấy anh chơi xấu quá nha. Anh đi gặp thủ trưởng. Dạ, chào anh. Ừ.
Chào chị. Dạ, tôi nghe phòng kế bên có điện thoại nói là phòng chị có tiếng va đập rất mạnh, cho nên tôi lên phòng chị coi chị có bị gì không. Không có gì hết, chỉ là rớt đồ thôi. Dạ, như vậy thì tôi cũng an tâm. Nếu chị có việc gì cần thì chị cứ gọi cho tụi tôi. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Có gì tôi sẽ gọi điện. Dạ. Có chai rượu nè, anh em làm sương sương trước đi. Đi lấy ly. Anh nghe đây. Alo, anh Thiên hả anh Thiên? Dạ, à, em có chuyện này đó, không biết có nên báo cho anh không. Nhưng mà em nghĩ á, báo cho anh á, cho chắc ăn. Dạ, tại phòng kế bên á có nói là phòng của cô Ellie đó có tiếng va đập rất mạnh, mà em lên em hỏi cô ta đó thì cô ta nói là không có gì hết. Không có gì thì không có gì, không cần phải báo cáo cho anh. Hử? Trời, đâu phải là như vậy đâu anh. Và cái quan trọng đó là em thấy cặp mắt của cô ta đó nó ướt ướt giống như là mới khóc á. Khóc hả? Có đúng vậy không? Hay là cô ta mới tắm rồi mặt còn dính nước? Trời, anh ơi anh, cái đi tắm mà dính nước là cái mặt nó khác. Còn cái mặt này ướt ướt mà Em khó diễn tả lắm. Nhưng mà nói chung là cô ta mới vừa khóc xong á. Có khi nào vết thương của cô ta đã làm cho cô ta đau? Chú có thấy là cô ta vẫn còn băng bó vết thương trên vai. Vết thương hả? Không biết nữa. Tại vì cô ta mặc áo cho nên em không thấy gì hết á. Nhưng mà em nghĩ là còn đó anh ơi. Dạ, mới bị sao lành được, đúng không? Được rồi, tiếp tục theo dõi cô ta đi. Có gì á, sau này anh sẽ bồi dưỡng và nâng đỡ chú. Dạ, dạ, anh cứ cái sáo với em quá. Dạ, dạ, em làm mọi chuyện là giúp đỡ cho anh mà. Nhưng mà anh hứa nha, anh hứa là em phải giữ lời nha. Được rồi, anh hứa với chú mà. Sau này anh đề bạt chú làm quản lý khách sạn đó. Còn bây giờ thì tiếp tục đi, có gì thì báo cho anh biết liền. Dạ 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 dạ, dạ. Anh yên tâm đi, mọi cử động của cô Ellie là em sẽ thông báo cho anh biết liền. Ừ.
Và cái quan trọng đó là em thấy cặp mắt của cô ta đó, nó ướt ướt giống như là mới khóc á. Tối nay chúng ta sẽ giao tiền và nhận hàng. Anh em chuẩn bị sẵn sàng đi. Mấy giờ anh? Giờ giấc, ông chủ sẽ báo sau. Mời anh. Nào, mời anh em. Chúc thành công. Thôi anh em vô đi. Vô. 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 Mày chơi này được chứ? Vụ ở vũ trường hôm trước, anh em đã thấy tài năng của mày. Nếu chiều nay có thằng nào cản trở, mình chơi tiếp luôn nha. Cũng tùy thôi. Nếu anh Tài có lệnh thì cỡ nào cũng chơi. Mày chơi cái này được đó. Tao nghĩ chiều nay trước sau gì thằng bóng ma cũng xuất hiện. Thằng đó hay xía vào vũ của băng mình lắm đó. Em cũng nghe thằng đó lâu rồi, nhưng sao nó biết tụi mình mua bán với nhau mà canh me hay quá vậy? Ai mà biết được. Chắc là nó có cài máy nghe lén ở đâu đó trong nhà. Tiếc là chưa tìm ra được nó. Đã biết nó như vậy mà sao anh Tài lại còn gửi mail làm gì? Không sợ sao? Tao cũng chẳng biết mail miết gì cả. Chuyện đó là của anh Tài. Ủa, mà tao nghe nói là gửi kiểu đó kín lắm mà, làm sao mà lỗ được. Chào anh Sơn. Chào anh Sơn. Hoàng tới đó đi, chắc anh Sơn dặn dò gì đó. Đi. Chào anh Sơn. Anh Tài dặn mọi người đợt hàng lần này rất quan trọng, cho nên tất cả điện thoại của anh em phải để ở nhà, và anh em tập trung ở đây cho tới khi giao hàng. Mỗi kế hoạch anh Tài sẽ thông báo vào phút cuối. Nếu ai làm sai cứ theo luật mà xử. Anh em nhớ hết rồi chứ? Dạ nhớ. Dạ nhớ. Dạ nhớ. Ừ. Vô. 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 Anh em làm sương sương cho có lửa thôi, đừng có uống sai nha. Dạ. 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 Vụ này anh Tài kỹ quá. Chắc là sợ thằng bóng ma chơi tiếp nữa đây nè. Thằng bóng ma đó là thằng nào? Có gì mà sợ nó quá vậy? Tại mày không biết đó thôi. Nó lanh như ma, mấy lần gài bẫy mà đâu bắt được nó đâu. Bóng ma mà cũng lanh sao? Để nó xuất hiện, em thử nó coi sao. Mày đừng có ra vẻ. Mày chưa đụng tới nó nên mày nói như vậy thôi. Mày đụng một lần thì mày sẽ biết. Nè anh Hùng, hồi nãy anh Sơn nói xử là xử ai mà xử làm sao? Nhẹ thì mất ngón tay, nặng thì như vậy nè. Ừ. Có ai bị xử vậy chưa? Rồi, nhưng mới chỉ mất ngón tay chứ chưa được cổ. Nhưng mà anh Tài nói là làm, không ai dám giỡn với anh đâu. Vô đi anh em.
Quốc Minh. Thế dạ. Anh ở đây. Dạ. Dạ. Làm gì giờ này mà anh còn đứng ở đây? Mấy cái phòng bên trên kia á, anh dọn dẹp xong hết chưa? Dạ. Ủa, cái đó là chuyện của tôi, đâu phải chuyện của anh. Anh làm gì mà anh lên giọng với tôi vậy? Cái gì? Tôi là quản lý khách sạn ở đây mà tôi không có quyền hỏi anh về công việc hả? Nè, vậy dạo này tôi thấy anh lên mặt lắm rồi nghe anh Quốc Minh. Lên lâu rồi giờ mới biết hả? Xưa rồi Diễm. Tôi cảnh cáo anh, bắt đầu từ giây phút này anh không được nói với tôi bằng cái giọng điệu đó nghe chưa? Là anh không muốn làm việc ở đây đúng không? Anh dám hả? Anh Thiên sẽ... Thiên, Thiên gì? Thiên gì ở đây? Bây giờ có chịu lên làm hay không? Ở đó mà Thiên với địa. Tôi làm. Được. Mày cứ đợi đó đi. Tao cho mày lên mặt với tao. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa tao sẽ xóa cái chức quản lý khách sạn của mày. Lúc đó hả, tao không cho mày dọn dẹp phòng, mà tao bắt mày dọn toilet. Hương thơm của cô ta thiệt là quyến rũ. Ước gì có cơ hội để gặp lại cô ta. Phía Việt Nam báo đã nhận được tiền. Ừ, tốt. Gọi cho Nhật Thiên, nói nó phải cẩn thận, không được chủ quan trong phi vụ này. Dạ. Vụ Mina sao rồi? Dạ, Mina báo sẽ xong trong 3 ngày nữa. Tại sao phải 3 ngày mà không sớm hơn? Dạ, sau lần chi sát không, thằng đó thay đổi địa điểm liên tục. Mina bây giờ đang truy tìm nó. Dặn Mina cố gắng càng sớm càng tốt, đừng cứ nằm vùng lâu quá. Chú cử thêm một đứa nữa để giúp Mina. Dạ, dạ chào ông chủ. Dạ, ông Trần. Hi sir, you have done your job. Very good. Now, you can go. Thank you, sir. Cảm ơn ông chủ.
Vẫn là chiêu thức cũ hả ông chủ? Giống như em ngày xưa có phải không? Không, khác. Năm xưa cô là ban đêm, còn đây là ban ngày. Mặt trăng không khi gắt bằng mặt trời. Mặt trời gay gắt hơn, lòng người cũng gay gắt hơn. Ông chủ đúng là biết lựa thời điểm đó. Chắc có lẽ đặc ân này chỉ dành cho mỗi eo liên. Có lẽ vậy. Alo, tôi nghe đây. Sao rồi? Ông đang ngồi rung đùi để lát nữa tận hưởng chiến thắng phải không? Cũng rung, nhưng không phải là rung đùi mà là rung tim. Tôi đang có cảm giác hồi hộp đây. Hồi hộp như lần đầu cua các cô gái phải không? Tôi rất hiểu cảm giác đó mà. Với các cô gái tôi chưa bao giờ hồi hộp như vậy. Tôi chỉ hồi hộp giùm ông thôi. Đây là show riêng của ông mà. Cảm ơn ông. Vụ vừa rồi á, tôi cảm thấy rất áy náy. Vụ này á, xem như trả là những gì vốn thuộc về chúng ta. Ông đã lên kế hoạch rồi chứ? Rồi, tuyệt đối bí mật. Tốt. À, mà tôi có chút việc muốn nhờ. Mà tôi có chút việc muốn nhờ ông đây. Anh nghe đây. Dạ. À, anh Thiên hả? À, Ellie mới vừa ra khỏi phòng. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn chú mày nha. Dạ. Anh có cần em đi theo dõi không anh? Không cần đâu. Anh biết cổ đang ở đâu mà. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Dạ. Sắp tới giờ rồi, anh em ra xe đi.
Các đồng chí nghe đây, theo chỉ đạo của cấp trên, chúng ta tổ chức lực lượng để vây bắt các đối tượng mua bán ma túy. Trong khi thi hành nhiệm vụ, phải tuyệt đối giữ bí mật và đảm bảo an toàn, không để xảy ra thương tích khi làm nhiệm vụ. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Đi đâu anh Thiên? Gọi hàng số 1. Dạ. Dạ, cảm ơn ông chủ rất nhiều. Em sẽ không làm ông chủ thất vọng đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy. Nhiệm vụ lần này không được phép thất bại. Anh em phải cố gắng hết sức, rõ chưa? Dạ. Khi người của tôi bắt thằng Bóng Ma, nhờ phái một người để giúp nha. Anh Thiên, sao nhóm tài liệu chưa tới hả anh? Còn sớm mà, đợi chút nữa đi. Dạ. Tới rồi. Xin lỗi, kẹt xe nên đến hơi trễ. Không sao, đúng giờ mà. Đây là 2 triệu đô la. Kiểm tra lại không? Không cần đâu. Ờ, không khóa bằng khóa số, không sợ thằng Bóng Ma sao? Có cho vàng nó cũng không dám tới đâu. Đàn em của tôi bao vây hết rồi. Đúng là có cho vàng nó cũng không dám tới thiệt. Đây,
chính tay anh Tài đã niêm yết số hàng này. Nếu cần cứ kiểm tra. Không cần đâu, đủ rồi. Tao nói rồi, có cho về nó cũng không dám xuất hiện đâu. Anh em đã nhắc tới tôi đó hả? Anh em không được nổ xuống, bắt sống đó. Hùng Ma, mày ngon xuất hiện đi. Sẵn sàng vào vị trí chờ lệnh của tôi. Có thể chúng ta bị gài bẫy. Rõ chưa? Rõ. Nhớ những gì tôi dặn. Dạ. Nói với anh em cứ yên đó, chờ lệnh của anh Lâm. Đó là thằng nào vậy? Chẳng cần biết thằng đó là thằng nào, chỉ cần giúp mình bắt thằng bốc ma là được rồi. Hải Sơn, đó là người của ông hả? Tôi tưởng nó là người của ông chứ. Không lẽ
Đứng đó một tay đi. Để tôi, cậu lo mấy thằng em đi. Nhưng mà không cần phải lo. Anh à, anh cứ còn nghỉ đi. Để em đi lấy bông băng em băng lại cho nha. Vết thương hở rồi, máu chảy nhiều quá, để em cầm máu cho. Bình tĩnh đi, mấy cái vết thương nhỏ này đâu nhầm nhò gì đâu. Nhưng anh chỉ tiếc một điều á, là không được chơi hết mình với tụi nó thôi. Hôm nay á, anh bị tổ trát rồi. Làm gì á mà tới mấy băng nhớ muốn bắt sống anh luôn. Anh mà thoát được về đây á là may mắn lắm rồi. Em biết sao không? Tức là cái đầu của anh với cái này hấp dẫn lắm đó. Em nghĩ cái vali thì đúng hơn. Hôm nay á có một thằng định giành cái vali với anh. Mà nói thật, cũng nhờ nó mà anh em mình mới thoát được đó. Không ngờ tụi nó cũng có một kẻ thù giống như anh em mình. Lúc nãy á, em cứ suy nghĩ, em tưởng tao nó cùng băng với tụi nó. Hữu à, vậy là em cũng biết tụi muốn truy bắt anh. Em có biết đâu, anh cũng biết rồi mà. Em đâu có đành gì mấy cái băng nhóm giang hồ. Để làm cho. Cảm ơn em nha. Nếu như hôm nay không có em thì chắc anh phải nằm trong nhà đá rồi. Để em làm cho. Cái chìa khóa vạn năng này giúp mình nhiều vụ ha.
Sao rồi? Báo cáo thủ trưởng, không phát hiện ma túy trong số bánh anh này. Cảm ơn đồng chí. Bây giờ mình cùng xem chiếc lễ phẩm của mình nha. Sao toàn tiền âm phủ vậy? Không ngờ mình bị gài. Tức thiệt, bỏ biết bao nhiêu công sức. Mà tại sao tụi nó lại có vẻ rất kín đáo và bí mật gì không biết? Tụi nó phải làm cho càng giống càng tốt chứ em. Cố tình đưa mình vô bẫy mà. Anh linh tính vụ này ngay từ đầu rồi. Cũng may mà. Thật đáng ghét mà. Thôi bỏ đi Hữu. Coi như đây là một bài học. Xém xíu là anh em mình rơi vào tay tụi nó rồi. Em thề là sẽ bắt thằng Tài Lì trả món nợ này. Quỳnh Hữu, cô gái tấn công anh, em có đoán được là ai không? Dạ không. Mà có khi nào cô là sát thủ mà anh Hải Sơn từng cảnh báo không? Có thể.